sau đây sẽ có một số challenge nhỏ nhỏ. Ừ. Thì chúng có thể thể hiện bản thân mình cách dễ thương trước cho độc giả thấy được. Một cái động tác là dễ thương chẳng hạn. Em ít khi làm mấy cái động tác đây lắm. Chỉ ví dụ đi. Ví dụ như là bạn thử thế à? Làm 1, 2, 3. Làm 1, 2, 3. Có 5 biểu cảm và Thanh Thủ muốn thì chúng có thể biểu hiện cho độc giả của mình thấy. Đầu tiên là buồn. Buồn trông thấy giống đang tức giận hơn ha. Vui, vui như thế nào nhỉ? À, vui là cười rồi. Bất ngờ. Lại còn xấu hổ. Xấu hổ là như bây giờ ấy. À, bây giờ dạy fan 4 cách tạo dáng chụp hình. Nào bây giờ tôi sẽ giả vờ là tôi đang chụp hình tuyển dụng nhá. 1, 2, 3. Kiểu thứ nhất, kiểu thứ hai. Ủa? Kiểu thứ ba. Kiểu thứ tư. À, như thế này. Nói xến xúa với cả fan vài câu. 1, 2, 3. Fan yêu quý của Tiến Dũng ơi. Tiến Dũng rất yêu quý các bạn. À,